Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cập nhật giá tay ga Honda Accord 2022 mới nhất ở cuối tháng 10 năm 2022 trên gần hơn 20 triệu tại đại lý. Cái mẫu xe tay ga Honda Accord 2022 trên giá mạnh với mức giá bán ra cao hơn mức giá thị sức, dao động trong khoảng từ 9 đến gần 20 triệu một chiếc tùy theo từng phiên bản. Cái nguồn xe máy của hãng Honda về thị trường Việt Nam hiện đang được cho là tiếp tục trong tình trạng bị khan hàng. Mặc dù vậy, số lượng người mua những dòng xe máy của hãng Honda vẫn không ngừng tăng mạnh. Cái cầu tăng, cung giảm cũng được cho là nguyên nhân dẫn đến giá xe máy hãng Honda đang tiếp tục tăng nóng. Trong số đó, cái dòng Accord 2022 là một cái dòng tay ga có mức giá tăng rất mạnh. Khảo sát một bài hit Honda tại khu vực Đống Đa và các huyện Chương Mỹ thuộc thành phố Hà Nội cho biết, cái chiếc Accord 2022 hiện đang được bán ra chiếm mức giá thực tế trên thấp nhất là từ 9 triệu đồng cho đến suýt xoa là hơn 20 triệu đồng một chiếc tùy theo từng phiên bản. Với mức chênh lệch này thì cho là tăng hơn nhiều so cùng kỳ tháng trước gần tới 10 triệu đồng. Tại thị trường Việt Nam hiện nay thì cái chiếc Honda Accord 2022 là một cái dòng tay ga cao cấp tầm trung, sở hữu mình nhiều cái năng lực cạnh tranh và dường như ít có các khẩu cạnh tranh trực tiếp. Một cái điểm hấp dẫn của chiếc Accord 2022 là ở bên ngoài chính là thiết kế rất là thanh lịch, mang một chén bóc một cái dòng xe tay ga đến từ châu Âu, nhìn nó rất là sang chảnh. Cái mặt trước của chiếc Accord 2022 nổi bật với một cái bộ đèn pha LED có cái viền mạ rơm bóng loáng cùng chiếc mặt nạ tạo hình khói thời trang như một cái chuỗi sang sức đắt tiền lấp lánh. Một cái điều đáng chú ý nữa của chiếc Accord 2022 là sở hữu mình nhiều trang bị cao cấp, điển hình như phanh đĩa với hệ thống phanh ABS, chìa khóa thông minh Smart Key điều khiển từ xa. Trong đó hốc đựng đồ phía trước có thêm ổ sạc USB cũng khá là tiện ích. Trong cái đó bên dưới yên ngồi là cốp đựng đồ cũng khá rộng rãi. Một cái sàn đế chân rộng giúp người lái có thể thoải mái hơn. Nó bật nhất trên xe vẫn là khóa động cơ USB cộng tiên tiến nhất, đem lại hiệu suất vận hành hiệu quả và linh hoạt, rất tiết kiệm nhiên liệu. Để giúp các bạn xem biết tiện thông tin tham khảo khi mua sắm, chúng tôi sẽ cập nhật ngay giá Honda Accord 2022 mới nhất ở cuối tháng 10 năm 2022 như sau. Cái chiếc Accord phiên bản tiêu chuẩn với cái phanh CBS 2022 mức cái bán đề xuất dao động trong khoảng là 55.700.000 đồng, trong khi mức cái bán đại lý là 64 đến 64.500.000 đồng. Accord cái bản đặc biệt với cái phanh ABS 2022 mức giá đề xuất là 61.900.000 đồng, trong khi mức giá bán để dòng cho khoảng là từ 79 đến 79.500.000 đồng. Accord phiên bản cao cấp với cái phanh ABS 2022 mức giá bán đề xuất là 60.700.000 đồng, giá bán để dòng trong khoảng là từ 77 đến 79 triệu đồng. Lưu ý giá thực tế còn tùy vào từng đại lý và từng bán xe. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hãy đăng ký tiếp nhấn like, subscribe.